Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 153, bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 153 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm dịch giả Vong Mạng, độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 474. Tụ tập dưới mái điện, người dịch Vong Mạng. Viên Minh thoáng nghĩ một cái, lấy từ trong thâu thiên đỉnh ra một thẻ ngọc màu trắng, rồi đưa thần thức vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là bốn chữ lớn màu vàng thiên diễn chi thuật cái tên này thật là bá đạo hắn lẩm nhẩm tự nói rồi tiếp tục xem theo ghi chép trong thẻ ngọc khi tu luyện bí thuật này tới cảnh giới cao thầm có thể thôi diễn quỷ tích vận động và cách thức biến hóa của mọi sự vật thuật này không những có thể dùng để bói toán tương lai mà còn có thể thôi diễn những vật khác ví dụ như suy tính sự biến hóa, độ lợi hại của trận pháp, lĩnh hội công pháp bí thuật tối nghĩa khó hiểu, vân vân, đúng là nhất pháp đa dụng. Viên Minh thấy vô cùng hứng thú, lập tức đọc tiếp pháp môn tu luyện cụ thể ở đằng sau. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh nhật nguyệt, nhật nguyệt sinh tứ thị, tứ thị sinh ngũ hành, ngũ hành sinh thập nhị nguyệt, thập nhị nguyệt sinh nhị thập tứ khí hợp ngũ thập quẻ đều có sáu hào sáu tám bốn mười tám thêm càng khôn nhị dụng hào xem thêm một hồi mi tâm của viên minh nhăn tiếp mấy câu này gần như luận đạo đàm huyền chữ nào cũng biết cũng đọc được nhưng mà khi ngẫm lại thấy trong đó ẩn chứa càng khôn với tầm mắt và kiến thức hiện nay của hắn nhất thời không nhìn ra manh mối. Viên Minh lắc đầu, tạm thu hồi thể ngọc, rồi đi tới chủ sảnh. Bích Thủy Nhu vẫn chờ ở đây, không lộ ra vẻ gì sốt ruột. Để Bích Thủy đạo hữu chờ lâu rồi. Nhờ ngươi báo lại phụ tăng đảo, ta sẽ tham gia bí cảnh so tài lần này. Được. Bích Thủy Nhu sáng mắt, đáp ứng một tiếng, rồi nhanh chân rời đi. Viên Minh không ở lại chủ sảnh mà quay trở về chỗ ở của mình, hạ xuống một đạo cấm chế cách âm, tiếp tục tham ngộ thiên diễn chi thuật. Nhưng bất luận hắn lĩnh hội ra sao, nghĩ hết mọi cách, hồng nhập môn, rốt cuộc đều không thu hoạch được gì. Trái lại, khiến cho bản thân hoa mắt chóng mặt, mệt bở hơi tai. Viên Minh bất đắc dĩ dùng lại, ngưng thần điều tức, qua chốc lát đã khôi phục. Hắn không tham ngộ môn bí thuật này tiếp, mà đứng dậy rời dinh thự, sải bước đi về phía phường thị Phù Tăng Thành. Đã định đi vào bí cảnh lạ lẫm không biết ẩn chứa nguy cơ gì, đương nhiên phải có chuẩn bị trước. Trong thẻ ngọc mà Phù Tăng Đảo đưa tới đặc biệt nhấn mạnh một điểm, đó là nhớ chuẩn bị thêm một ít pháp khí phụ lục thuộc tính tinh thần, có thể lấy được pháp bảo tinh thần thì càng tốt. Viên Minh không rõ lời này có ý gì, đoán rằng cũng không có ác ý, coi như vụ tan đảo gan lớn bằng trời, chỉ cần hăng ném những vật kia vào không gian thâu thiên đỉnh, âm mưu quỷ kế gì cũng đừng hồng có hiệu quả. Hôm sau, khi trời vừa sáng, 16 người đứng đầu tiên quả hội cùng tụ tập trước một đại điện vắng vẻ màu trắng xám trong phù tan thành. Đại điện chiếm diện tích khá lớn, tạo hình vô cùng cổ quái. Chân đế hình vuông, bốn bức tường bao tạo thành hình tứ lăng, càng lên càng nhỏ, trong tổng thể giống như kim tự tháp, làm cho người ta có một loại cảm giác hoang sơ, khác hẳn với kiến trúc ở những nơi khác trong phù tan thành. Cửa điện treo một tấm biển trên đó viết ba chữ, chân không điện. Nơi này chính là chỗ phù tan thành, đặt tòa truyền tống trận cổ. Những tu sĩ nguyên anh kỳ của những hoàng đảo hạng nhất kia, giờ phút này đều tiến vào chân không điện. Cổ truyền tống trận của phù tan đảo dù có thể nối thông tới biên giới hải ngoại nhưng việc kích phát lại có rất nhiều hạn chế, mỗi 3 tháng mới có thể vận dụng một lần, mà nhân số mỗi lần truyền tống cũng vô cùng ít. Lần này cần truyền tống một lượt 17 người, nên một đám tu sĩ Nguyên Anh cần phải tiến hành sửa sang cải tiến tòa cổ truyền tống trận. Chân không điện, cái tên này đúng là có hơi kỳ quái. Ta còn tưởng rằng nơi này sẽ được gọi là kiểu truyền tống điện hay là hải ngoại điện chứ viên minh một mình đứng một góc truyền âm giao lưu cùng một thanh niên tóc trắng chuyện này ta biết tòa chân không điện này cũng không phải do phù tang đảo dựng lên nghe nói nó đã ở đây từ thời thượng cổ là sản phẩm cùng thời với tòa cổ truyền tống trận không biết đã qua bao nhiêu năm gió táp mưa xa mà vẫn nằm sừng sững tới tận bây giờ về tên đại điện cũng là truyền từ thời thượng cổ thanh niên tóc trắng giảng giải Viên Minh khẽ nhíu mày. Tòa truyền tống trận cổ này nghe nói đã tồn tại mấy vạn năm. Lẽ nào đại điện cổ quái này cũng đứng sừng sững ở đây mấy vạn năm không ngã? Hắn tỏa thần thức ra, toàn dò xét chân không điện. Nhưng khi còn chưa tới gần, đã bị một cổ lực lượng vô hình ngăn. Viên Minh không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tòa cổ truyền tống trận này có ý nghĩa to lớn với phù tan đảo, đương nhiên phải bày ra tầng tầng cấm chế người chuẩn bị sao rồi có mua được phụ lục và pháp khí tinh thần hay chưa viên minh ổn định tâm thần không quan tâm tới dân không điện mà quay sang hỏi thanh niên tóc trắng cũng tạm huyết yến đảo cho một ít ta cũng tự chuẩn bị được mấy món thanh niên tóc trắng thuận miệng đáp thanh niên tóc trắng này là tu sĩ của huyết yến đảo tham gia so tài trận thứ ba thực tế chính là ô lỗ dịch dung cải trang thì giấu được tất cả mọi người nhưng mà không giấu nổi Viên Minh. Viên Minh tối qua tiến vào Thâu Thiên Đỉnh tính điều tra xem phù tang đảo rốt cuộc mưu tính điều gì. Kết quả không điều tra được ý đồ của phù tang đảo nhưng lại bất ngờ phát hiện chuyện ô lỗ biến thành thanh niên tóc trắng. Người đúng là gan to bằng trời, lại dám thay đổi dung nhan giả mạo người khác. Bị phát hiện ra sẽ khó mà thoát tội đấy. Viên Minh truyền âm nói ta vốn rất có lòng tin với thủ đoạn biến hóa này không ngờ là bị ngươi dễ dàng nhận ra có điều giờ tên đã rời cung rồi làm sao có thể quay đầu chỉ đành tiếp tục kiên trì mà thôi ô lỗ cười khổ nói viên minh nói vậy nhưng mà cũng không lo lắng mấy thuật biến hóa của ô lỗ thật sự thần diệu nếu không phải có thâu thiên đỉnh gia trì thần thức không đâu không dầm được thì hắn đúng là không phát hiện ra sau khi vào bí cảnh rồi, nhớ cẩn thận chút. Bằng trực giác, ta thấy bí cảnh lần này e rằng sẽ không thuận lợi đâu. Viên Minh ngậm nghĩ một chút, quyết định truyền âm nhắc nhở ô lỗ. Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt viên Minh, ô lỗ như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Bên ngoài điện, những người khác cũng giống như viên Minh và ô lỗ, túm năm tụm ba nhỏ giọng bàn tán, hình thành từng vòng quan hệ. Những người tu vi đều là kết đăng hậu kỳ, có nhiều người còn đạt tới đỉnh phong. Dù là tu sĩ của ba hoàng đảo hạng hai khác, thì tu vi thấp nhất cũng là kết đan trung kỳ. Thậm chí ngay cả ô lỗ cũng chẳng biết dùng thủ đoạn gì, mà khi tức phát ra cũng là kết đan trung kỳ. Viên Minh, một tên kết đan sơ kỳ ở nơi đây, bỗng trở nên vô cùng nổi bật. Viên Minh với sự việc này thật sự chẳng buồn quan tâm, vừa chuyển phím với ô lỗ, vừa quan sát những người xung quanh khiến người ta chú ý nhất là một nữ tử tóc vàng thân vận y phục màu vàng kim. Thoạt nhìn tầm 20 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng dáng người lại rất đẹp. Trên dưới cả người có kim quang thấp thoáng hiện ra, khí chất không tồi. Nàng lúc này ngồi xếp bằng ở cửa đại điện, nhắm mắt tu luyện chẳng quan tâm tới ai. Từ người nàng, một làn sóng pháp lực thuộc tính hỏa cường hoành tỏa ra xung quanh. Không ngờ đã đạt tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, có vẻ chỉ còn cách cảnh giới Nguyên Anh một bước nhỏ Viên Minh ở Phù Tang Đảo đã được vài ngày Cũng đã khá quen thuộc tình hình của hòn đảo này Nữ nhân tóc vàng này gọi là Kim Vân Tiên Tử Là quan môn đệ tử của đảo chủ Phù Tang Đảo Nói tới Kim Vân Tiên Tử Viên Minh tối qua vừa khéo thấy được một màn hay ho Trong những kỳ tiên quả hội lần trước tu sĩ Phù Tang Đảo đều không tham gia lần này là lần đầu tiên quy định này bị phá. Hôm qua khi biết Kim Vân Tiên Tử muốn tham gia thí luyện, 12 hoàng đảo hạng nhất khác cùng đến nhà phản đối. Phù Tăng đạo chủ đành nhuộn bộ, nói bất kể Kim Vân Tiên Tử thu hoạch được bao nhiêu, cũng sẽ không tham gia vào việc xếp hạng tiên quả hội. Lúc này các hoàng đảo mới chịu thôi. Ôi lỗ, người biết gì về Kim Vân Tiên Tử kia không? Viên Minh truyền âm hỏi. Kim Vân Tiên Tử ư? Ừ? Nàng ta là đệ nhất thân truyền của đạo chủ vụ tan đảo, tuổi tác không lớn lắm mà Tu Vi đã sớm đạt tới kết đang đỉnh phong. Một tay thần thông thuộc tính hỏa xuất thần nhập hóa. Bình thường, tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ đứng trước mặt nàng cũng không dám khinh thường. Là một trong những tu sĩ được toàn Đông Hải công nhận là có hy vọng tiến cấp Nguyên Anh Kỳ nhất. Còn có người nói nàng này đang tận lực áp chế Tu Vi, nếu không đã đột phá từ lâu rồi. Ôi lỗ khẽ giật mình rồi nói nàng ta đúng là lợi hại. Trừ cái đó ra, thì còn tin tức nào về nàng hay không? Viên Minh đã biết những thông tin cơ bản này từ chỗ nhan tư vận rồi. Trừ những cái đó ra, thì ta cũng không biết. Cơ mà có tin tức ngầm nói rằng, Kim Vân tiên tử này trong màn không sạch, có quan hệ mờ ám với nhiều nam tu kết đăng kỳ. Còn có người thấy một số nam tử xa lạ ra vào đồng phủ nàng ta. À chà chà, nàng này tuổi tác không lớn lắm, không ngờ là là lòng tham không đáy. Ô lỗ ngẫm nghĩ một chút, rồi ranh mảnh cười. Ngay những việc này, viên minh trên mặt thoáng hiện ra nét kinh ngạc. Việc này đúng là hắn mới lần đầu tiên nghe. Sao vậy? Người cảm thấy hứng thú đối với nàng ta ư? Ô lỗ đảo mắt, đưa tay hít hít viên minh. Đừng có nói vậy. Người có hiểu cái gì gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng hay không? Viên Minh trợn mắt nhìn ô lỗ, vội vàng phủ định sạch sẽ. Một cái bóng màu vàng kim lơ lửng bên trong thức hải hắn, chính là kim ô chi hồn của Tình Ảnh. Tình Ảnh trốn trong không gian thâu thiên đỉnh để có thể thấy được tình hình bên ngoài, vì vậy nàng gửi một con kim ô chi hồn trong thức hải của Viên Minh, thông qua phương pháp kết nối năm giác quan của bản thân với thần hồn hóa hình, tra xét tình huống bên ngoài. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Viên Minh cho phép nếu hắn không đồng ý, chỉ cần suy nghĩ một cái thôi là có thể chặn liên hệ giữa tịch ảnh và kim ô chi hồn. Viên Minh một mặt trò chuyện câu được câu mất cùng ô lỗ, một mặt đưa mắt nhìn về định nghỉ mát cách đó không xa. Thấy trong đình có ba người đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Ba người này gồm một nam tử mặc áo lông xanh, mày kiếm hơi nhiếu trông có vẻ khá nghiêm túc. Một người khác là một thanh niên áo trắng tay cầm quạt lông, nho nhã bất phàm. Người cuối cùng là một tên mập lùn, thoạt nhìn chỉ khoảng hai ba mươi tuổi miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm viên minh đã từng thấy ba người này bên trong tin tình báo của nhan tư vận nam tử vận áo lông xanh gọi là thiên bảo đạo nhân tu sĩ của kim ngao đảo nghe nói là một kiếm tu thanh niên áo trắng tên gọi là huyễn linh tử đại diện cho không linh đảo huyễn thuật rất cao minh nam tử mập lùn tên là thổ thắng tu sĩ của hoa đảo một thân thần thông thuộc tính thổ xuất thần nhập hóa, đặc biệt giỏi thuật độn thổ. Chính vào thời khắc này, Huyễn Linh Tử dường như cảm ứng được ánh mắt Viên Minh bèn nhìn lại. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, trước mắt Viên Minh lập tức hiện ra huyễn cảnh trùng điệp. Cùng với đó là một cổ huyễn lực mờ mịt phủ xuống, thẩm thấu tiến sâu vào trong thần hồn hắn. Viên Minh khẽ nhíu mày, vận chuyển hồn lực một chút, liền hóa giải được cổ huyễn lực này. Huyện Linh Tử tuy trong mắt lấy lên nét kinh ngạc, nhưng mà cũng không tiếp tục xuất thủ. Vừa rồi, tên huyện Linh Tử kia ra tay với người sao? Tốt nhất là nên kiểm tra thần hồn một chút đi, xem thử bên trong có bị trồng hạt giống Huyễn lực hay không. Huyện Linh Tử này là một tên lòng chó mặt người, thật sự rất xấu xa. Thích nhất là trồng hạt giống Huyễn lực trong người kẻ khác. Hạt giống đó yên lặng cắm rễ, rồi bất tri bất giác ăn mòn thần hồn, cuối cùng biến nạn nhân thành con rối của hắn. Ôi lỗ phát hiện hai người giao thủ vội vàng truyền âm nhắc nhở. Viên minh giật mình, hóa ra, cổ huyển lực kia muốn trồng vào thần hồn hắn, bảo sao lại mờ mịt như vậy. Trong mắt viên minh lấy lên lạnh lẽo, tên huyển linh tử này vừa thấy mặt đã ra ám chiều, xem bộ lai giả bất thiện, với dạng người này hắn sẽ không nương tay. Viên minh dời ánh mắt nhìn sang một nhóm ba người khác, phát hiện là tu sĩ của xà nhân tộc, giao nhân tộc và thủy viên tộc. Thanh đồng của xà nhân tộc thì hắn đã gặp. Tu sĩ giao nhân tộc là một thiếu nữ vận váy xanh, mặt trứng ngỗng, đôi mắt trong veo. Dù không tính là tuyệt sắc gia nhân, nhưng cũng ngọt ngào động lòng người, cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu. Nàng này tên là Tuyết Giao. Trong vòng tỷ thí thứ ba, thể hiện ra thần thông thuộc tính thủy cường đại. Tu sĩ của thủy viên tộc tên là Hầu Tam Thông thân hình cao lớn cỡ khoảng một trượng, tay chân tráng kiện. Thoạt nhìn như một ngọn núi nhỏ, khí tức nhục thân cực kỳ cường đại, gần như không kém kim cương. Trong số ba người, đặc điểm yêu tộc lộ rõ nhất trên người hầu tam thông. Tùy lông trên tay chân đã được luyện hóa sạch sẽ, nhưng trên mặt vẫn có thể thấy một lớp tơ nhỏ mịn màu trắng. Ba người bọn thanh đồng đứng đó thỉnh thoảng nói với nhau đôi câu, ngoài ra gần như chẳng nói chuyện với ai khác, một bộ xa cách rõ ràng. Về phần những tu sĩ khác, dù tu vi đều khá cao thâm, nhưng nếu so với những người mới kể vừa rồi, thì khi thế rõ ràng kém hơn một bậc. Chương 475 Vào trận, người dịch, độc hành Là viên đạo hữu và hồng đạo hữu sao, hạnh ngộ. Ngay lúc viên minh nhìn xung quanh, lại bị một thanh âm nam tử lôi trở về. Hắn nghe tiếng nhìn, là một nam một nữ đang sóng vai đi tới. Hai người này nhìn tuổi tác không lớn lắm, nam thân hình thon dài, không thiếu khí tức dương cương, nữ thân hình cao gầy ánh mắt sắc bén, chợt nhìn giống như một cây tiêu thương, khác rất lớn với các nữ tử tầm thường khác. Viên Minh nhận ra hai người này theo thứ tự là Thiên Long Đảo, Long Trùng và Hồng Vũ Đảo, Khung Vân. Thì ra là Long Đạo Hữu và Khung Đạo Hữu. Viên Minh khách sáo một câu trong bụng âm thầm cảnh giác. Chư đảo Đông Hải các cứ một phương nhìn như lỏng lẻo là vì lợi ích địa vực chủng tộc tạo thành rất nhiều tiểu đoàn thể. Tỷ như Thiên Xà Đảo, Bích Giao Đảo và Thủy Viên Đảo cùng là dị tộc nửa người nửa yêu. Ngày bình thường mặc dù tranh chấp lợi ích, nhưng mà khi có chuyện lớn từ trước tới nay luôn cùng tiến cùng lui. Kim Ngao Đảo, Không Linh Đảo và Địa Hoa Đảo vì kiềm chế phù tan đảo nên cũng có quan hệ khá chặt chẽ. Mà Thiên Long Đảo, Hồng Vũ Đảo cùng Nghiệp Hỏa Đảo gần như ở hải ngoại, vị trí gần nhau, khá thân cận với nhau. Gần ba đảo có một mảnh hải vực cuồng bạo, khí hậu dị thường tồi tệ. Trong yêu thú Đông Hải danh khí vang nhất là Giao Long Nhất Tộc, cư trú ở đây. Vì ngăn cản Giao Long Nhất Tộc, Thiên Long Đảo, Hồng Vũ Đảo và Nghiệp Hỏa Đảo đã ký kết minh ước, nắm tay hỗ trợ tại vòng thứ ba, viên minh loại nghiệp hỏa đảo Thôi Ngọc. Hai người này sợ rằng đến không có thiện chí. Viên đạo hữu chớ hiểu nhầm. Tiên quả hội vốn dựa vào bản sự tranh đấu. Người trong tỷ thí đường đường chính chính đánh bại Thôi Ngọc. Hai người chúng ta còn không tới mức lòng dạ hẹp hòi đến tìm người báo thù đâu. Long trùng cười nói. Khung vân không nói gì, thân sắc thản nhiên, cũng cho thấy bản thân không có định ý, Xem ra là tài hạ suy nghĩ nhiều Kính xin chớ trách Chẳng biết nhị vị tới có gì chỉ giáo Viên Minh ôm quyền hỏi Chỉ giáo thì không dám nhận Thần thông viên đạo hữu Hai người chúng ta cũng ngưỡng mộ không thôi Đương nhiên Hồng đạo hữu huyết yến đảo Thủ đoạn cũng rất cao minh Có thể kết giao một hai hay không Long trùng cười nói ánh mắt chân thành Không giống như ngụy Trang Ôi lộ biết rõ hai người không phải đến vì mình nói liên tục không dám liền lui sang một bên viên minh vận chuyển thần thông động tình cảm giác cảm xúc long trùng phát hiện hắn ta quả thật không có địch ý đối với mình ngược lại còn có nhiều ý thân cận khung vân cũng giống vậy hắn vừa bắt chuyện với hai người vừa âm thầm suy đoán ý đồ của cả hai vào thời khắc này một loạt tiếng bước dân từ trong chân không điện truyền đến một vị nam tử trung niên tóc muối tiêu thần sắc tiêu điều đi ra là tu sĩ nguyên anh của phù tang đảo được rồi tất cả vào đi nam tử tiêu điều từ tốn nói mười bảy người bên ngoài nghe thì tụ tập lại đi theo tiến vào đại môn của chân không điện phía sau cửa không phải là cung điện rộng rãi mà là một đầu thông đạo mờ tối hơi hướng lên phản phất như một cây dốc thoai thoải viên minh dò xét xung quanh phát hiện trong đại điện bị một cỗ lực lượng vô hình bao trùm Vừa rồi ở ngoài điện, cảm ứng không rõ cho lắm. Lúc này tiến vào chân không điện, hắn cảm thụ cổ lực vô hình này càng trực quan hơn. Bất luận là thần thức, pháp lực hay là nhục thân đều chịu hạn chế không ít. Nhất là thần thức, vậy mà chỉ có thể lan ra hơn một trượng mà thôi. Không phải là truyền tống trận cổ đưa tới chứ. Viên minh âm thầm suy đoán. Những người khác hiển nhiên cũng nhận ra dị thường, nhưng không ai dám mở miệng nói thêm gì, Thông đạo dốc lên rất nhanh đi đến phần cuối. Bên tay trái lại xuất hiện một thông đạo. Bất quá lần này lại hơi dốc xuống. Một đoàn người tiếp tục đi tới rất nhanh gặp được thông đạo thứ ba. Rốt cuộc có mấy đầu thông đạo chứ? Ôi lỗ không nhìn được thì thầm một tiếng. Viên Minh chậm dần bước chân, đưa tay vuốt ve vách đá thông đạo. Một cảm giác lạnh buốt thô ráp truyền đến. Thế nào? Ôi lỗ dừng bước hỏi. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy nơi này có chút cổ quái Viên Minh nói nhỏ Hắn mơ hồ cảm ứng Trong chân không điện Thiên địa linh khí dọc theo thông đạo vừa mới đi qua Chậm rãi lưu động về phía trước Ngoài trừ thiên địa linh khí Tự hồ vẫn còn có năng lượng khác hỗn tạp bên trong Đáng tiếc Thần thức của hắn chỉ có thể lan tràn ra xa hơn một trượng Không thể nào nhìn trộm rõ ràng Viên Minh có chút ảo não Trước đó mấy lần dùng thâu thiên đỉnh Nhìn trộm phù tan thành Đều không lưu ý nơi này Nếu không nhất định có thể nhìn ra chút mánh khóe Hiện nay muốn đi vào thâu thiên đỉnh dò xét Đã không còn kịp rồi Tịch ảnh mặc dù trong thâu thiên đỉnh Nhưng mà thâu thiên đỉnh đã nhận chủ Những người khác ngồi trên bạch ngọc liên đài Căn bản không thể nào dẫn động nguyện lực bên trong Chờ chút Chân thân ta không thể tiến vào thâu thiên đỉnh nhưng phân hồn thì có thể trước đó chưa từng thử không biết phân hồn ngồi trên bạch ngọc liên đài có thể đạt được nguyện lực gia trì hay không trong đầu của viên minh đột sinh ra một ý niệm lúc này điều khiển đệ nhất phân hồn trong thức hải lập tức bắn ra rơi vào tay bắt đầu theo ấn ký lưu hương trên tay tiến vào trong thâu thiên đỉnh đệ nhất phân hồn hóa thành hình người hơi mờ ngồi trên bạch ngọc liên đài trong đài sen nguyện lực mãnh liệt ập đến dung nhập vào trong đệ nhất phân hồn viên minh đại hỷ vội vàng điều khiển hồn lực đệ nhất phân hồn thông qua neo điểm miêu hiển hạ xuống hồn lực hồn lực đệ nhất phân hồn kém xa bản thể của viên minh mặc dù có nguyện lực gia trì khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới tình vu phạm vi dò xét chỉ gần phân nửa phù tan thành miêu hiển giờ khắc này ở khu ô túc không nhìn thấy tình huống ở chân không điện. Bất quá chút chuyện này cũng không làm khó được hắn. Thần niệm viên minh cầu thông tam nhãn ngô cưu trong linh thú đại, để cho nó cầu nguyện minh nguyệt thần. Hồn lực để nhất phân hồn dọc theo neo điểm này rơi xuống, đơn giản bao phủ toàn bộ chân không điện. Cấu tạo của đại điện đập vào mi mắt, tường đầu thông đạo dăng khắp nơi, chừng hai ba mươi đầu phản phất như một mê cung. Cuối lối đi là một tòa thạch điện dị thường mênh mông, không có một cây cột đá dèo giống, trên vách tường chung quanh cũng không có bất kỳ trang trí gì. Một tòa ngân sắc pháp trận lớn mấy trượng tọa lạc ở đó. Bốn phía đứng vững tám cây cột đá trắng bạc cao khoảng một trượng, chôn sâu trong lòng đất, hợp thành một thể với pháp trận. Trên trụ đá khắc ghi từng đạo phù văn dị kỳ, có chút tương tự trận văn chuyển hướng không gian trong tu la cung, nhưng mà lại phức tạp hơn nhiều. Đây chính là truyền tống trận cổ của phù tang đảo hay sao? Viên Minh thầm nghĩ. Lúc này từ Phất, Bạch Lân Thượng Nhân và Minh Không Nữ Vương, mười mấy tên tu sĩ Nguyên An Kỳ, đang xếp bằng quanh ngân sắc pháp trận. Mỗi người đều nắm một cây ngân sắc trận kỳ, thúc đẩy ra một cổ ngân quan, rót vào trong trận pháp truyền tống. Viên Minh nhìn qua, thu hồi tầm mắt, cẩn thận cảm ứng linh khí lưu động trong chân không điện. Đúng như hăng đoán thiên địa linh khí trong chân không điện chạy dọc theo từng đầu thông đạo sau cùng rót vào tòa truyền tống trận cổ tồn trữ trong tám cột đá màu bạc ngân sắc cột đá và hư không thạch có chút tương tự bên trong đục ngầu tồn trữ đại lượng linh lực thoạt nhìn có tác dụng thôi động truyền tống trận vận chuyển bất quá hắn phi thường tò mò một chuyện thông đạo chân không điện và trên vách đá không có trận văn phù văn nào Thiên địa linh khí tại sao lại tự động chạy dọc theo thông đạo, sau cùng lại rót vào trận pháp truyền tống cổ? Viên Minh tra xét tới lui vài lần vẫn không hay biết, đành về cảm thán cổ truyền tống trận này cao thâm mạc trắc. Chân không điện huyền bí hấp dẫn thiên địa linh khí, hắn không điều tra rõ linh khí trong điện ẩn chứa năng lượng dị dạng gì. Ngược lại tra xét xong lại là không gian lực, chỉ là coi chút hỗn tạp kém xa không gian lực tinh thuần trong hư không thạch. Về phần ngọn nguồn không gian lực này lại đến từ bầu trời. Từng tia từng sợi không gian lực từ trên trời giáng xuống, thay thiên địa linh khí rót vào tám cây cột đá ngân sắc. Viên minh điều khiển hồn lực của đệ nhất phân hồn tham dò kỹ càng, ý đồ tìm kiếm ngọn nguồn không gian. Khối ngân sắc tinh thạch trên tế đàn thâu thiên đỉnh cũng cần không gian lực. Đều có thể tìm được biện pháp tiếp dẫn không gian lực đối với hắn có lợi ích rất lớn. Đáng tiếc, viên minh thôi động hồn lực để nhất phân hồn đến cực hạn, nhưng vẫn không thể cảm ứng được khởi nguyên của không gian lực. Hắn hận không thể quay người rời đi, tìm một nơi an toàn, chân thân đi vào để điều tra rõ hết thảy. Cần giữ bình tĩnh. Dù sao thì chân không điện một mực ở đây. Sau khi trở về từ bí cảnh, là do xét cũng không có muộn. Viên Minh khẽ thở một hơi, kềm chế nỗi lòng. Linh khí tụ đến không gian lực kém xa rất nhiều, nhưng góc gió thành bão, trong tám cột đá màu bạc đã tồn trữ không ít. Lấy tài lực của phù tăng đảo, thiên địa linh khí muốn bao nhiêu cũng có thể làm ra. Xem ra không chế sử dụng cổ truyền tống trận này là không gian lực. Ba tháng tích xúc mới có thể sử dụng một lần. Viên Minh thầm nghĩ. Vào thời khắc này, đám người viên Minh đi theo nam tử tiêu điều, rốt cuộc, đã tới thạch điện chỗ truyền tống trận đám người tự phất đã thi pháp xong trong tám khối ngân thạch ẩn chứa linh lực chợt tăng lên gấp bội chỉ là nhìn rất không ổn định cổ truyền tống trận tỏa ra quan mang sáng tỏ dị thường nhanh chóng vận chuyển trong thạch điện nhúc lên từng cơn cuồng phong viện minh bí mật quan sát đám tu sĩ nguyên anh kỳ lực chú ý mấy người đều đặt trên truyền tống trận cũng không để ý tới ô lỗ xem ra cũng không nhìn thấu ô lỗ ngụy trang không chỉ vậy hắn còn phát hiện ra một chuyện hạ xuống thần thức chụp vào bên cạnh đứng ở nơi đó là một gã tu sĩ mũi hồng nguyên anh kỳ của phù tang đảo vẻ mặt người này lười biến, thỉnh thoảng cầm lấy hội lô rượu bên hông uống một ngụm bất luận thần thái hay vẻ mặt đều không có vấn đề gì nhưng thần thức viên minh có thô thiên đỉnh gia trì bất cứ chuyện gì cũng chạy không khỏi hắn dò xét ngoại hình khí tức của tu sĩ mũi hồng đều là ngụy trang bên trong lại là một người khác người này viên minh cũng nhận ra là vị lộng triều giả giả tứ phương giả tứ phương sao lại ở đây còn dùng bí thuật biến thành một người khác hẳn đây chính là nghề mục để giả tứ phương đi làm viên minh thầm nghĩ rồi báo tình huống nơi này cho tình ảnh hay thì ra là vậy nghề mục đánh chủ ý là ở chỗ này tình ảnh cũng không kinh ngạc có muốn ta dùng thủ đoạn Bắt lấy giả tứ phương kia không Viên minh truyền âm hỏi Đệ nhất phân hồn có thực lực nhỏ yếu Nhưng xuất kỳ bất ý để giả tứ phương hiện ra sơ hở Vẫn có thể làm được Không cần Ngươi không cần quan tâm tới người này An tâm tham gia tỷ thí bí cảnh là được rồi Chuyện giả tứ phương và nghe mục Giao cho ta xử lý là được Tịch ảnh nói Viên minh nghe lời này biết rõ Tịch ảnh đã có dự tính nên không nhiều lời Kim Vân, bái kiến chư vị tiền bối. Kim Vân tiền tử dẫn đầu đi về hướng Thạch Điện, thi lễ với đám người Nguyên Anh. Những người khác cũng nhao nhao chào. Miễn lễ, truyền tống trận cải biến không thể kiên trì quá lâu, mau tiến vào pháp trận đi. Hai thầy của Từ Phất tiếp tục bấm niệm pháp quyết thi pháp, hơi gật đầu với đám người viên minh rồi thúc giục. 17 người thấy vậy không dám trì hoãn đều đi đến trận pháp truyền tống. chương 476 mới tới ngoại hải. Người dịch vong mạng. Thấy 17 người đã tiến vào trong trận pháp, tự phất mới lật tay lấy ra một tấm lệnh bài màu bạc, miệng lẩm bẩm. Lệnh bài màu bạc tản ra một tầng sáng trắng. Lệnh bài này... Ánh mắt viên minh khẽ động. Lệnh bài trong tay tự phất vậy mà giống hệt với tấm lệnh bài màu bạc của hắn. Dù là bề ngoài hay chất liệu đều tương tự kể cả những đường hoa văn phía bên trên lệnh bài. Chỉ là lệnh bài của từ Phất lại không có được cảm giác xa xưa thần bí như tấm lệnh bài của viên minh. Ngón tay từ Phất chỉ ra, lệnh bài bắn ra một luồng sáng bạc, chui vào bên trong pháp trận truyền tống. Truyền tống trận dâng lên một luồng sáng bạc, che kín hết tầm mắt của mọi người. Đám người viên minh cũng theo đó nhoắn lên rồi biến mất. Lần đầu tiên viên minh truyền tống với khoảng cách xa như vậy, cả người như rơi vào vực sâu không đáy, còn có cả một loại lực lượng không gian vặn vẹo, dù muốn xé rách hắn ra. Và lúc này, tấm lệnh bài mò bạc bên trong nhẫn trữ vật của viên minh, đột nhiên động đậy như cắn nuốt thứ gì. Lực lượng xé rách quanh người hắn tăng vọt lên vài lần, tự như muốn vào nát hắn trong hư không này. Cường độ thân thể của viên minh như vậy, mà còn cảm thấy không thể chịu nổi. Lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi bên trong chân không điện thành phù tan từ phất nhìn thấy cả đoàn người thuận lợi truyền tống đi rồi mới thở vào một hơi ngay vào lúc này tám cột đá mò bạc đột nhiên vang lên tiếng kêu ong ong lực lượng không gian chứa đựng bên trong cột đá thắt cái đã bị hút khô ánh sáng bạc bên trong truyền tống trận cũng bắt đầu hỗn loạn đã có dấu hiệu sụp đổ làm sao vậy lục không gian tích xúc trong truyền tống trận này đủ để truyền tống cả đi và về làm sao là không đủ một lần truyền tống đi từ phất trợn to mắt khó tin nói trên gương mặt của giả tứ phương đứng bên cạnh truyền tống trận cũng lấy lên vẻ lạ kỳ gã dựa theo chỉ thị của nghề mục thay đổi chút ít chi tiết của truyền tống trận chẳng lẽ điểm nhỏ ấy đã khiến truyền tống trận mất khống chế nếu những tu sĩ kết đăng kỳ kia chết trong không gian loạn lưu này vậy coi như kế hoạch của gã và nghề mục đã thành công cốc vô ích và lúc này giả tứ phương đột ngột vung tay tế ra một lá cờ màu bạc toàn lực thôi động, rót thêm một luồng ánh sáng bạc vào bên trong truyền tống trận. Những người khác cũng đã kịp phản ứng vội vàng lấy lá cờ màu bạc ra cố ổn định lại trận pháp, nhưng hiệu quả mang đến không tốt hơn. Khoai mắt của từ phất trung rẩy gã cắn răng lấy ra một khối tinh cầu màu bạc lớn dần nắm đấm đếm vào bên trong truyền tống trận. Tinh cầu màu bạc này vừa chuẩn bị đụng đến pháp trận đã lập tức hòa tan ra thành chất lỏng, sau đó chui vào bên trong truyền tống trận, khiến cho trận pháp đang hỗn loạn lung tung, liền nhanh chóng ổn định như trước. Đám người viên minh lúc trước còn trải qua cảm giác bị lực lượng không gian xé rách tới mức gần như không thể nào hít thở nổi. Một khắc sau đã cảm thấy thân thể nhẹ nhõm. Tiếp theo ánh mắt mọi người hoa lên, rồi cả bọn đã thấy mình xuất hiện bên trong một gian thạch điện đoàn người mềm nhũng hai chân, tất cả đều ngồi phịch xuống đất, mặt tái nhợt. Chỉ có thanh đồng tuyết giao, hầu tam thông và kim vân tiên tử là hầu như không có chuyện gì. Viên Minh thấy vậy, miệng vẫn há to thở dốc, nhưng trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái. Ba người thanh đồng có huyết mạch yêu tộc, nhục thân cứng cỏi hơn xa người thường thì không nói làm gì. Nhưng Kim Vân tiên tử cũng không ảnh hưởng chút nào hay sao? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Như thể hư không loạn luôn. Chẳng biết ai đó nói nhỏ một câu Những người khác nhau nhau gật đầu Trong lòng còn sợ hãi Kim Vân tiên tử cao chặt mày Nàng không chỉ mới dùng truyền tống trận này Đến hải ngoại một hai lần đầu Chỉ là chưa từng xuất hiện tình huống như vừa rồi Viên Minh cũng nghĩ ngợi Đột nhiên nhớ tới một chuyện Bạn đưa thần thức chui vào trong những chữ vật Trong những chữ vật của hắn Mặt ngoài tấm lệnh bài màu bạc đã hiển hiện rõ một tầng ánh sáng bạc sáng ngời, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ tối tăm u ám khi trước. Quả nhiên là lệnh bài này dở trò quỷ. Viên Minh vẫn khởi pháp lực và thần thức dò xét lệnh bài màu bạc. Tầng sáng bạc bên trên lệnh bài lập lòe không thôi. Không gian trong những chữ vật cũng theo đó mà lắc lư, như thể tùy thời sẽ vỡ mất. Viên Minh vội vàng ngưng dò xét. Linh quan trên tấm lệnh bài màu bạc biến mất không gian bên trong nhẫn trữ vật cũng khôi phục ổn định trở lại lúc này có rất nhiều người nên phức tạp và bất tiện viên minh chuẩn bị lát nữa hẳn tìm hiểu thêm đoàn người điều tức một lát rồi mới khôi phục nghỉ ngơi ổn cả rồi chứ đi theo ta một giọng nói vang lên rồi một nam tử cao gầy tầm ba mươi mấy tuổi từ trong một góc điện hẻo lánh đi ra viên minh đã bình ổn vừa tỉnh táo trở lại đã theo thói quen mà quan sát qua thạch điện trước mắt này. Lúc đó trong điện tuyệt đối không có người khác. Vậy nam tử cao gầy này đã xuất hiện từ khi nào? Vậy mà có thể hoàn toàn lừa gạt được linh giác của hắn. Nam tử cao gầy mặc một bộ áo nho sam xa màu xanh, nhìn qua nhăn nhúm cấu bẩn như mấy năm rồi chưa từng giặt vũ qua. Khăn đội đầu lệch qua một bên, tay cầm quạt nang đông đưa. Chỉ là nang quạt đã gãy hơn phân nửa Nhìn qua có thể thấy gã mang đầy một bộ tú tài lùi bại. Lữ sư thúc Kim vân tiền tử tỏ vẻ vô cùng tôn kính với tú tài lùi bại này. Nàng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Lữ trưởng lão Hiển nhiên, thiên bảo đạo nhân, huyện linh tử và thổ thắng cũng nhận ra người này. Trên mặt cũng biểu lộ đầy vẻ cung kính. Những người khác nhau nhau chào, còn khẽ nghị luận Viên Minh mơ hồ nghe thấy có người nói mấy câu kiểu như, đại trưởng lão Lữ Trường Phong của Phù Tang Đảo. Viên Minh điều khiển phân hồn thứ nhất lần nữa dùng thần thức cảm ứng qua, ánh mắt lập loè. Lữ Trường Phong rõ ràng là một đại năng nguyên anh trung kỳ, quả nhiên lúc trước hắn đoán không sai, thực lực bên trong Phù Tang Đảo không chỉ đơn giản như mọi người nhìn thấy bề ngoài. Đi theo ta. Lữ Trường Phong khoát tay chặn, tự hồ có vẻ chán ghét những phận lễ nghi phiền phức này, tự mình bước về phía lối ra của thạch điện. Đoàn người vội vàng đuổi theo sau, đi tới một lối ra dài thật dài phía trước, nhìn qua khá giống với chân không điện của thành phù tang. Viên Minh mở rộng thần thức của phân hồn thứ nhất ra, nhanh chóng tra rõ tình huống chung quanh thạch điện này. Tòa truyền tống trận cũng nằm trong một tòa nhà có kiến trúc tứ giác giống như chân không điện, thông đạo cũng quanh co, chỉ khác là tấm bản trên tòa nhà này viết ba chữ chân hải điện đoàn người đi qua thông đạo nhanh chóng từ lối đi hầm ngầm ra ngoài đập vào tầm mắt của những người này là một hải đảo hoang vu đá ngầm xăm trắng rải khắp mọi nơi không có lấy một cọng cây ngọn cỏ càng không có lấy nửa điểm nhân khí nếu không phải chân hải điện còn đang ở giữa hòn đảo này thì mọi người đều chắc chắn cho rằng đây là một hòn đảo hoang không người ở cách không xa chân hải điện là một tấm bia đá cao lớn sừng sững với ba chữ lớn. Lưỡng giới đảo. Lưỡng giới đảo? Đảo này... Sau đảo này là một thế giới khác sao? Cái tên này thật là thú vị a à? Viên Minh thầm nghĩ. Lưỡng giới đảo cũng không lớn, từ đây nhìn ra xa chừng mấy dặm nữa, đã thấy hải vực mênh mông vô tận, khi tức vô thiên cái địa ập vào mặt. Bầu trời dày đặc mây đen, sớm chớp đi đùng thỉnh thoảng lại có một tia sét thô to đánh xuống, khiến mặt nước biển bị đánh văng tuôn tóe. Trong biển là sóng lớn ngập trời, nơi nơi đều là sóng cao tới 20 trượng. Tiếng sóng dồn dập như tiếng sấm nổ vang, khiến mạng nhĩ của tất cả phải ong ong kêu lên. Lượng giới đảo như có cấm chế, sóng lớn ngập trời chỉ quanh quẩn phía xa ngoài biển. Mỗi khi có con sóng tiến gần bờ, đều sẽ tự động tiêu tán hết. Nơi này chính là ngoại hải, quả nhiên hoàn cảnh ác liệt thật không biết nếu là thế giới hải ngoại thật sự thì còn thế nào đây viên minh nhìn quanh tứ phương không có vẻ sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy hứng thú chẳng qua không phải ai cũng can đảm như hắn mấy tu sĩ kết đan chưa bao giờ ra tới hải ngoại đã bị tình cảnh trước mặt dọa sợ mặt mày có vẻ hơi tái lớp trẻ bây giờ lá gan chỉ như thế thôi sao thế này mà đã sợ choáng ván rồi ư lữ trường phong châm chọc nói những người kia vừa thẹn vừa xấu hổ vội vàng điều chỉnh lại mặt mày bình thản như cũ bộ dạng bây giờ còn tạm được đi theo ta ta dẫn các người tới lối vào bí cảnh lữ trường phong bay lên không hóa thành một luồng sáng trắng vọt về nơi xa mọi người theo sát lão rất nhanh đã bỏ lại lưỡng giới đảo phía sau lưng lúc đứng trên đảo đã có cơm chế ngăn cách nên không thấy gì chỉ khi rời khỏi lưỡng giới đảo, đám người viên minh mới phát hiện ra thiên địa linh khí ở ngoài hải vô cùng nồng đậm, vượt xa linh mạch ở phù tan đảo, nhưng cũng phi thường cuồng loạn. Nếu linh khí ở phù tan đảo là một con cừu non ngoan ngoãn, thì linh khí nơi này lại như một con tinh tinh nóng nảy. Có lẽ do linh khí cuồng loạn dị thường nên đã dẫn phát ra tình cảnh hủy thiên diệt địa ở nơi đây. Cuồng phong phô thiên cái địa gào thét mà đến khiến chúng tu sĩ kết đăng kỳ cảm thấy bản thân từ hồ như lục bình trôi nổi, độn quan hơi không để ý là ngay lập tức bị thổi lệch đi ngay. Trước kia, ta từng nghe người ta nói hoàn cảnh ngoài hải ác liệt, tu sĩ kết đăng kỳ cũng khó sống sót được. Lúc đó luôn cảm thấy họ nói điều, không nghĩ rằng là thật. Hiện nay ta thật sự bội phục những tu sĩ dám ra ngoài, ngoài hải để săn giết yêu. Ô lỗ tới gần viên minh, hạ thấp thanh âm nói nơi này đã là sát ngoài rìa ngoại hải, gần tới thế giới hải ngoại rồi. Những khu vực hải ngoại khác hẳn không thể nguy hiểm như thế này." Viên Minh nói. Đoàn người gian nan đi tới hơn nửa ngày sau rốt cuộc cũng đến nơi, là một tòa hải đảo cỡ lớn, rộng chừng trăm dặm. Nửa ngày vừa rồi cũng không dễ dàng gì, mọi người đã phải trải qua các loại thiên tai, du cuồng phong, dông bão, quỷ vụ, thậm chí còn bị một đám yêu thú cấp 3 tập kích. Yêu thú ngoại hải khác hẳn với những yêu thú bình thường mà viên minh từng gặp. Chúng không có linh trí cao, nhưng mà hung hãn không sợ chết, lại khát máu hiếu sát. Nếu không có lửa trường phong che chở, sợ rằng đã có người ngã xuống. Mọi người kiệt sức vừa đáp xuống đất, đã tự tìm một chỗ ngồi xuống khôi phục pháp lực. Lữ trường phong cũng không ngăn, chỉ phân phó mọi người, sau nửa canh giờ sẽ tập hợp. Viên minh tiêu hào không ít pháp lực, nên cũng tìm đến một tảng đá vuông vắng rồi ngồi. Ngoại hải có thiên địa linh khí nồng đậm, đáng tiếc dị thường cuồng loạn, khó luyện hóa hấp thu. Thông thường nếu cố gắng hấp thu 10 phần, đôi khi sẽ thu hoạch được 4-5 phần. Tính tổng thể ra thì hiệu suất tu luyện như vậy chỉ ngang với tu luyện trên phù tăng đảo. Viện Minh cũng không quá để ý mở ra một đạo câm chế phòng ngự quanh người, rồi vận chuyển cửu nguyên quyết. Không giống lưỡng giới đảo, bên trong đảo này xanh mướt tươi tốt, nồng đậm linh khí thuộc tính mộc pháp lực của viên minh nhanh chóng khôi phục trong lúc những người khác còn vận công thì viên minh tranh thủ lấy tấm lệnh bài màu bạc trong nhẫn trữ vật ra xem có lữ trường phong ở gần đó nên hắn cũng không dò xét kỹ càng chỉ lén thu lệnh bài vào trong không gian của thâu thiên đỉnh sau đó mới vận khởi pháp lực cùng thần thức rót vào trong lệnh bài trên lệnh bài màu bạc không có cơm chế hay các loại phù văn nhưng khi pháp lực cùng thần thức rót vào vầng sáng trên lệnh bài lại càng tỏa sáng hơn. Đến khi lệnh bài tỏa sáng đến một mức nhất định, đột nhiên, phần ánh sáng đó mở rộng ra, hóa thành một màn sáng màu bạc vuông vức, bao phủ lấy toàn bộ tế đàn vào bên trong. Nhìn qua chính là kết giới màu bạc chỉ xuất hiện trong không gian phong kín trước kia. Viện Minh mừng thầm, trước kia muốn triển khai kết giới màu bạc này, hắn phải xây dựng ra một không gian phong kín trước, nên cũng gặp chút ít phiền toái hiện giờ có thể tùy thời kích phát kết giới màu bạc, như vậy có thể dùng thuận tiện hơn nhiều. Lệnh bài màu bạc không chỉ biến hóa như vậy, so sánh với trước kia, kết giới màu bạc này ngưng kết chân thật hơn nhiều, cũng ngăn cách triệt để không gian kết giới bên trong, như thể tạo thành một không gian riêng biệt. Kết thúc tập 153 Bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.